Malmö, thành phố lớn thứ ba của Thụy Điển. Đến 60% lượng điện tiêu thụ và nhiệt dẫn vào hệ thống sưởi tại các gia đình ở Malmö lại đang được cung cấp từ một nhà máy tái chế rác thải. Công ty xử lý rác thải Sisap được quản lý bởi 16 thành phố phía Nam Thụy Điển, xử lý rác thải trong khu vực và cũng cung cấp nhiên liệu cho chính các thành phố này. Hệ thống xử lý tái chế rác hiệu quả như dây chuyền này đã giúp cho Thụy Điển trở thành nước đầu tiên trên thế giới tái chế được đến 99% lượng rác thải của mình. Chỉ có 1% rác từ các hộ gia đình là bị thải ra môi trường. Công nghệ phát triển đến mức là nước này hiện đang phải nhập khẩu cả rác từ các nước khác để có đủ nguyên liệu cho các nhà máy của mình hoạt động. Các xà lan chở rác vẫn cập cảng Malmö hàng tuần, rác từ Anh và nhiều nước châu Âu khác. Ông Rasten Nielsen nói vui, dùng từ nhập khẩu rác có lẽ chưa đúng lắm, vì khi chở rác sang, các quốc gia khác phải trả tiền cho Thụy Điển để nước này nhận vào. Nhà máy vẫn phải nhận rác như vậy để đủ nguyên liệu vận hành. Nhưng ngay từ khâu đầu vào này, rác cũng đã thành thứ có thể giúp Thụy Điển thu được tiền. Trở lại năm 1975, khi công ty mới thành lập, phải đến 90% số lượng rác phải xử lý theo cách chôn lấp. Ngày nay chúng tôi đã có thể tái chế đến 99% lượng rác thải, chỉ một lượng rất nhỏ là phải đổ ra môi trường. 55% rác được đốt trở thành nguồn cung cấp điện và khí sưởi. Phần còn lại tái chế thành nguyên vật liệu mới hoặc thành phân bón sinh học hay khí sinh học. Nhờ máy móc tự động, cả hệ thống vận hành của Sisap sử dụng chưa đến 20 công nhân. Theo ông Nielsen, công việc cũng đơn giản hơn nhiều khi bản thân mỗi người dân đã hình thành thói quen phân loại rác từ đầu. Việc tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng liên quan đến các vấn đề rác thải và bảo vệ môi trường cũng là công việc mà các doanh nghiệp như Sisap thường xuyên phối hợp thực hiện cùng các thành phố. Thế giới càng ngày càng nhiều rác. Khi chúng ta giàu lên thì rác cũng thải ra nhiều hơn. Bạn có biết để có nguyên vật liệu làm một chiếc máy tính xách tay, người ta đã phải thải ra đến 1,2 tấn rác. Rác thải đầu vào khi làm sản phẩm không phải là điều nhiều người để ý đến. Ngoài ý thức phân loại rác, nhiều khi chỉ là lối sống đơn giản hơn, mua sắm ít đi những đồ dùng không quá cần thiết, cũng có thể làm bớt đi lượng rác thải ra môi trường. Xử lý rác có thể coi là một ngành kinh tế ở Thụy Điển, với sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp nhà nước và tư nhân. Trong khi xử lý rác thải vẫn là chuyện đau đầu với nhiều quốc gia, kể cả là với nhiều nước châu Âu. Mỗi năm, 700.000 tấn rác từ các nước vẫn đang được chuyển vào Thụy Điển, để nước này chạy các nhà máy tái chế của mình.